Chào mừng cả nhà mình quay đến trở lại với kênh Hoa Sứ Lê Gia. Hôm nay thì bên vườn em giới thiệu cả nhà mình là 22 cây sứ thái ghép. Giá cây bán ở đây có giá là từ 100.000 cho đến 800.000 một cây. Đơn hàng em gửi đi là trên 200.000 em mới gửi nha cả nhà. Em ship hàng trên toàn quốc luôn. Số điện thoại đặt hàng là 0981 813055 ha. Rồi số 1. Số 1 một cây tàn xum xuê luôn. Cây mình đang vô nụ. Tên nó là Phúc Tấn. Hoa ba lớp màu hồng, có đốm hồng đậm. Giống này là hoa rộ. Đây, tán cây rất đẹp. Cây mình đang chấm nụ nha. Củ nhìn cơ bắp. Cây ghép 6 bo giá 150.000. Số 2, ghép candy. Candy hoa màu vàng, cánh viền hồng. Cây 7 bo 150.000. Số 3. Số 3 là một cây cũ già lắm nè cả nhà. Đây, cây này ở vườn em để giống thì nay em bỏ ra bán luôn. Khách nào thích sưu tầm cái dạng chiếc riêng thì mình đón em này về đợi mình chiếc riêng nha. Ghép giống Thái Dương. Đây, Thái Dương hoa hai lớp nha. Tím, sọc, Thái Dương. Tím sọc vàng vàng nha. Thái Dương cây 4 bo cũ già, tựa rất là dài. Đây, cái này về mình chiết riêng liền được luôn. 150.000 cho gốc này. 4 bo. Đây, mình thấy cái mắt ghép nè. Nó chắc. Nó liền hẳn. Rồi, 150.000 cho gốc này nha cả nhà. Củ rất là già, ghép giống Thái Dương. Số 4. Cây ghép hai màu. Cây củ hình hơi quái nè. Ghép tím Bubble View, màu tím. Với lại có một bo là Phương Lam 5. Hoa ba lớp màu hồng sập. Đây, em quay cái củ mình coi nè. Cái củ hình quái lắm. Củ này nó nằm trong cái chậu nè. Nằm trong chậu này là vô chặt cái chậu này luôn nha cả nhà. Cây tựa dài. Nói chung cái mấy cây này là ở vườn em để giống nè. Nên tựa nó rất là dài. Nay em gom em bán cho bớt ba cái giống này. Đang ghép gầy lại để giống mới. Tựa dài quá không quẩn chị Duyên. Rồi cây này 4 bo ghép hai màu nha. Màu hồng với lại màu tím. 200.000. Số 5. Kim Lân. Đây mặt hoa Kim Lân. Giống này hoa thơm. Trắng và đỏ. Ba lớp. Cái bông đó là nãy mưa xong là nó nặng quá. Nó bị gãy cái cuốn luôn à. Cái giống này là hoa nó không có bị gục nha cả nhà. Tại cái cuốn nó bị gãy còn dính con miếng nên nó gục xuống. Rồi cây 6 bo giá 100.000. Số 6 ghép hai giống thần tài 5 cánh màu đỏ với lại rạng đông 3 lớp màu vàng, chiếm ưu thế nhiều là rạng đông. Hai cái tên rất là đẹp. Thần tài và rạng đông, cây 9 bo 100.000. Số 7 mảnh lông 1. Mảnh lông 1 hoa 3 lớp. Màu đỏ đậm viền vàng, cây 8 bo 100.000. Số 8 Minh Quân 3 lớp màu đỏ. Minh Quân là đỏ tươi luôn. Cây 6 bo 100.000. Số 9 Kim Phát hoa 3 lớp màu vàng, lớp bìa lem đỏ, kim phát vàng đậm luôn, cây tàn đẹp. 9 bo 150.000. Số 10. Một chậu vô hai củ hình hơi quái quái nè. Ghép Dân Quế 5 3 lớp màu hồng sọc đỏ. Cây mình 10 bo 120.000. Số 11, Phú Thành. Đây, Phú Thành, cái giống này nó rất là khỏe luôn. Mình nhìn cái tàn nó lên. Ghép chung một lô hàng mà nhìn nó là xum xuê luôn. Hoa của nó 3 lớp đỏ tươi. Phú Thành ghép 7 bo 120.000. Số 12, ghép Phương Lam 26. Nền vàng cam có sọc. Cây 5 bo 120. Mới giờ mưa bắt đầu mưa đầu mùa xuống là mưa xuống là nhìn sứ nó vọt lên nó rất là tốt. Ngọn nào nó như là rau muống tơ. Rồi 5 bo 120. Phương Lam 26. Nền hoa của nó là màu vàng cam có sọc nha cả nhà, giống hoa rộ. Tiếp 13 cây ghép 2 tầng. Ghép cái tầng thấp á là Long Thành Gold 3 lớp đỏ tươi, còn tầng cao là Đại Hồng Bích. Ba lớp trắng viền hồng. Cây 10 bo giá 200.000. Số 14,
ghép hai tầng nữa, kiều diễm, 3 lớp màu hồng đậm viền trắng, cây 5 bo 200 ngàn. Số 15. 15 là ghép Papiqua, hoa 5 cánh, cây 3 bo 100 ngàn. Số 16, An Lạc, 3 lớp vàng cam viền hồng, giống này để hoa thơm, cây 7 bo 100 ngàn. An Lạc thì đang chớm nụ lại nè nha cả nhà. 100 ngàn cây An Lạc. Số 17. 17 là cây củ quái, ghép sĩ thư 1, 3 lớp trắng viền hồng. Đây sĩ thư. Đây ghép hình một con thú có cái đuôi nhảnh nhảnh lên. Cây 4 bo 150 ngàn, sĩ thư 1. Tiếp 18. 18 một cây củ hình quái nữa nè. Cái củ này hình như hai con thú nó đang nằm giỡn nè, hai con nó chồng lên nhau nè. Đây ghép là Thiên Ân với lại Kim Phát, hai mẫu hoa rất đẹp luôn. Thiên Ân với Kim Phát nha cả nhà. Đây cái tàn cây mình nè, cây đang chớm nụ cũ đây. Ghép 6 bo 180 ngàn. Số 19. 19 đổ về sau sẽ là cây hàng VIP. 19 là Đại Mỹ Nhân 5 cánh trắng viền đỏ. Đại Mỹ Nhân tàn cơ bằng là xuất sắc luôn á, cái tàn của nó nè. Mới mưa xuống là mưa đầu mùa xuống cây mình nó tốt lắm, nhìn cái lá nó non mông mởn luôn. Rồi 10 bo 500 ngàn Đại Mỹ Nhân. Tiếp 20, Mỹ Linh 9, cây màu tím sọc, ai thích dòng tím thì đón em này nha. Màu tím nè, có sọc đỏ nè, nhìn mặt hoa rất là đẹp. Cây 13 bo giá 500 ngàn. Số 21. 21 là Kim Phá, 3 lớp màu vàng, lớp bìa có lem đỏ, Kim Phá đang vô nụ. Cây tựa dài, tàn đẹp. Để em lấy xa ra cho mình xem thôi, cái cây to, cao. Rồi, Kim Phá ghép 14 bo giá 800 ngàn nha cả nhà. 14 bo 800 ngàn. 22. Rồi, 22 là cây cuối. Đây là cây hàng VIP nhưng mà hàng nó bị có sẹo, em bán thanh lý mình nha. Đây nó bị sẹo nè. Cây này thì ghép giống Long Thành. Long Thành hoa 3 lớp đỏ, Long Thành đỏ tươi luôn. Đây mình thấy tình trạng cây của mình là bo ghép rất là khỏe luôn nha. Đây bo khỏe tựa dài, mình thấy cái dàn lá xanh bóng lộng luôn. Tựa khá là dài, cây này mình mua về mình chỉ riêng thôi là cũng lấy lời. Rồi cây củ to mà bị có cái lõi có sẹo đó em bán thanh lý nha. Ghép 4 bo 120 ngàn. Em xin nhắc lại cây số 22 ghép giống Long Thành, củ to có cái lõi, bán thanh lý 120 ngàn. Rồi 120 nha cả nhà. Rồi cả nhà mình xem, nếu yêu thích cây nào thì cứ gọi theo số máy em để trên góc màn hình đó ha. Số đang có xài Zalo, mình có thể kết nối Zalo rồi nhắn tin ha. Rồi em cảm ơn cả nhà đã quan tâm và ủng hộ ạ.